Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Mùa hè là mùa của trái cây ngon và các món chè. Đợt này nhà mình có bơ chín nên mình quyết định làm món chè trái bơ. Một sự kết hợp rất là ngon của bơ béo béo, nước cốt dừa chan chè man mát cùng các loại topping. Những món chè hiện đại kiểu này tuy nhiều thành phần nhưng mà mỗi thành phần lại làm rất nhanh. Video này mình chia sẻ với các bạn món chè trái bơ nhà mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm thạch lá nếp hay thạch lá dứa nhé các bạn. Nguyên liệu mình cần như sau. Mình sẽ cắt nhỏ hai cái lá dứa đã rửa sạch. Mình sẽ trần lá dứa qua nước sôi. Như vậy mùi lá dứa sẽ được thơm hơn và không bị hăng. Mình để ráo lá dứa, sau đó cho vào máy xay. Mình sẽ thêm vào 100g nước. Mình đem xay nhuyễn. Sau đó lọc qua một cái khăn xô để vắt lấy phần nước lá dứa. Tiếp theo mình trộn 3g bột rau câu dẻo với 20g đường. Trong nồi mình cho vào 150g nước. Mình đun ở lửa trung bình. Khi nước bắt đầu sôi nhẹ thì mình sẽ cho hỗn hợp bột rau câu cùng với đường vào, vừa cho vừa khuấy đều. Mình sẽ đun sôi hỗn hợp và sẽ đun đến khi nó chuyển trong. Như vậy là bột rau câu đã hòa tan. Khi này thì mình sẽ cho phần nước lá dứa mình xay khi nãy vào. Khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện thì mình bắc xuống. Mình đổ ra khay. Mình sẽ để khay thạch nguội, sau đó để tủ lạnh đến khi nó đông hoàn toàn. Khi thạch đã đông thì mình có thể đem ra cắt nhỏ thành miếng vừa ăn. Mình chia sẻ các bước cho mỗi thành phần từ đầu đến cuối để cho nó tiện theo dõi hơn. Còn khi mà làm thực tế, trong lúc chờ thạch đông, mình có thể chuẩn bị các thành phần khác, như vậy sẽ rất nhanh và tiện. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần sốt bơ. Nguyên liệu mình cần như sau. Đầu tiên mình sẽ cắt lấy phần thịt trái bơ. Mình cho vào máy xay 250g thịt trái bơ, 200g sữa tươi không đường, 50g nước cốt dừa hoặc whipping cream, 50g sữa đặc và 30g đường. Lượng đường các bạn có thể thêm bớt tùy theo khẩu vị. Mình sẽ đem hỗn hợp này đi xay nhuyễn. Để màu bơ được đẹp hơn thì ta có thể dùng thêm một thực phẩm màu trái bơ hoặc là màu xanh lá cây pha với xíu màu vàng. Như vậy là ta đã có phần sốt bơ nhé. Mình cân lấy 150g để làm phần pudding bơ. Phần pudding bơ này mình sẽ để ở nhiệt độ phòng. Phần còn lại mình sẽ cất đi để trong tủ lạnh để sau ăn cùng với chè. Tiếp theo với phần pudding bơ thì mình sẽ chia sẻ hai cách. Cách làm với bột rau câu và cách làm với gelatin. Với bột rau câu thì nguyên liệu mình cần như sau. Mình trộn 1g bột rau câu dẻo. Nó sẽ tương đương khoảng 1/2 thìa cà phê bột rau câu với 20g đường. Để qua một bên. Trong nồi mình cho vào 150g nước. Mình đun ở lửa trung bình. Khi nước bắt đầu sôi nhẹ thì mình sẽ cho hỗn hợp bột rau câu cùng với đường vào, vừa cho vừa khuấy đều. Mình sẽ đun sôi hỗn hợp
và sẽ đun đến khi nó chuyển trong. Như vậy là bột rau câu đã hòa tan. Khi này mình sẽ cho 150g sốt trái bơ vào, trộn đều. Sau khi cho sốt trái bơ, mình không nên đun quá lâu, sẽ dễ làm bơ bị đắng nhé. Khi đã hòa quyện thì mình sẽ đổ vào các cốc nhỏ. Mình dùng cốc 100ml thì sẽ được khoảng 3-4 cốc. Các cốc này thì mình sẽ để tủ lạnh, trong ngăn mát đến khi nó đông hoàn toàn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể làm pudding bơ với gelatin. Trong trường hợp này thì mình sẽ ngâm nở 2g gelatin trong nước lạnh. Trời nóng thì mình sẽ ngâm trong nước đá lạnh để gelatin không bị hòa tan vào nước. Sau khoảng 15 phút, khi gelatin đã nở thì mình sẽ cho miếng gelatin này vào bát. Ngâm bát này vào bát nước sôi hoặc đun cách thủy để gelatin chảy ra. Khi gelatin đã tan chảy, mình cho vào 150g sốt bơ. Khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó mình chỉ cần chia vào các cốc, công thức sẽ cho khoảng 2 cốc nhé. Mình cũng sẽ để tủ lạnh ngăn mát đến khi phần pudding bơ này đông hoàn toàn. Thành phần tiếp theo mình chuẩn bị là phần nước cốt dừa chan chè. Nguyên liệu mình cần như sau. Mình sẽ trộn 5g bột năng với 15g nước. Khuấy để bột năng hòa tan. Mình cho vào nồi 200g nước, mình bắc lên bếp, cho hỗn hợp bột năng vào, vừa cho vừa khuấy đều. Mình sẽ khuấy trên bếp đến khi hỗn hợp trong và sánh lại. Tiếp theo mình cho vào 150g nước cốt dừa, 50g sữa đặc có đường, 20g đường và một xíu muối. Khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó thì mình sẽ cho vào 200g sữa tươi không đường và 50g kem tươi whipping cream. Nếu không có whipping cream thì các bạn cũng có thể bỏ qua. Hỗn hợp này thì mình sẽ bắc xuống, mình sẽ để nguội, sau đó để thật lạnh trước khi dùng. Bây giờ về cơ bản thì mình đã có hầu hết các thành phần của chè trong tủ lạnh. Thành phần cuối đó là bột báng, mình đun sôi nồi nước, sau đó khuấy đều và mình cho vào 40g bột báng khô. Việc khuấy sẽ giúp cho bột báng không dính vào với nhau. Mình sẽ luộc ở lửa trung bình trong khoảng 10 phút. Khi này thì bột báng nó sẽ hơi trong bên ngoài nhưng mà vẫn sẽ có nhân trắng bên phía trong. Mình sẽ tắt bếp, đậy vung và để ủ trong khoảng 10 phút nữa. Sau khi ủ thì bột báng nó sẽ trong hoàn toàn. Khi này thì mình chỉ cần vớt lấy phần bột báng. Có thể rửa qua nước lạnh, sau đó mình trộn cùng 20g đường. Vậy là phần bột báng đã xong nhé. Giờ mình chỉ cần ghép các thành phần với nhau là sẽ có món chè bơ ngon lành. Để lấy pudding ra khỏi khuôn thì mình chỉ cần dùng một cái phới hay dao mỏng lách thành khuôn là nó sẽ rơi ra. Phần pudding bơ làm với bột rau câu thường nó sẽ đông nhanh hơn so với gelatin. Cả hai cách làm mình thấy thành phẩm đều rất ngon, tuy vậy thì kết cấu của nó sẽ hơi khác một chút. Pudding làm với thạch rau câu nó sẽ có độ mềm, mát. Làm với gelatin thì nó sẽ có độ mịn mượt hơn thạch rau câu. Tùy sở thích mà các bạn có thể lựa chọn nhé.
Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn món chè bơ. Mùa hè thì các bạn không nên bỏ qua món này nha. Nhớ cho mình một like và bình luận để ủng hộ mình. Và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất cho các video tiếp theo. Hẹn các bạn trong video tới.